Vâng, cặp Pivay 3G 3 đường tiếng vừa về buổi chiều nay đây các bác. Đấy, bát 40 nhá, từ 22 côn 100, một chung 18, một tép kèn. Bây giờ em test thử đó nhá, bát chung tép đều ok hết này. Đấy, bên em kiểm tra rất là kỹ lưỡng này. Đấy. Nhưng trong đấy. Đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió du cây, chim kêu trên ngàn mây. Hồn miên man khắc khoải chim giữa cung nhạc đêm dài. Bát cung dép đều ok các bác nhá. Đấy, bát 40 từ 20 100 một dép kèn. Rồi ok, bây giờ test tiếp quả này nhá. Đấy. 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 Ok hết các bác nhá. Rồi. Test lại. SP3G 3 đường tiếng sử dụng một bát 40 từ 20 100 một chung 18 một tép kèn thùng gỗ bọc lỉ với cái mã SP3G thông số trước chiều cao được thiết kế khoảng 82 trên 80 82 ngang này là 52 sâu là 58 loa thì bên em bao nguyên zin cho nhá, bao nguyên zin bao đẹp cho anh em cặp SP3G này, 3 đường tiếng nhá, công suất max 1000 trở ngang 8 ôm. Đây là xem bao nhôm này. Loa bao nguyên zin bao đẹp anh em nhá. Loa bao nguyên zin bao đẹp anh em nhá. Đây. Vâng, 24 triệu cho một cặp loa Pivay SP3G bao ship. Vâng, 24 triệu bao ship toàn quốc. Bác nào có nhu cầu chốt cặp Pivay 3G 3 lần tiếng bạn 40 này liên hệ với em theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0982492265. Vâng, và địa chỉ với em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Rồi, chấm hết được chấm các bác nhá. Rồi, nghe nhạc karaoke tuyệt đỉnh. Night.